Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với chương trình hướng dẫn học tập môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các con đã chuẩn bị gì cho bài học ngày hôm nay? Chúng ta cần có những dụng cụ học tập sau Bản con, vở, bút, sách toán lớp 2, sách vở bài tập toán lớp 2, tập 2. Chắc các con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Các con hãy mở sách giáo khoa bài... 53 so sánh các số có 3 chữ số ở trang 58, 59 và học cùng cô nha. Để không khí tiết học thêm vui tươi, cô mời các con sẽ cùng tham gia trò chơi được mang tên trò chơi hái táo. Các con ơi, cây táo trong vườn nhà thỏ đã có những quả chín thơm. Cô trò chúng mình hãy theo chân thỏ vào vườn hái táo nhé. Bằng cách là các con hãy trả lời đúng các câu hỏi sau. Với mỗi câu trả lời đúng, chúng ta sẽ giúp thỏ hái được một quả táo đấy. Chúng mình bắt đầu nhé. Câu 1. Số gồm 800, 0 chục, 3 đơn vị là số nào? Số gồm 800 không chục 3 đơn vị đó là số 803. Với việc trả lời đúng câu hỏi số 1, chúng ta hái được một quả táo. Câu 2. Số 560 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị? số 560 gồm 500, 60 và 0 đơn vị. Vậy là thêm một quả táo nữa được hái xuống. Câu 3. 71 như thế nào so với 39? Câu trả lời đúng là 71 lớn hơn 39. Qua việc giúp thỏ hái táo, các con cũng được củng cố kiến thức về các số có 3 chữ số và so sánh số có 2 chữ số nữa. Thế thì nếu các số có 3 chữ số thì sẽ được so sánh theo quy tắc như thế nào? Mời các con hãy cùng tham gia bài học ngày hôm nay để biết nhé. Đó là bài 53, so sánh các số có 3 chữ số. Tiết 1, trang 58, 59. Cô đặt ra mục tiêu cho bài học ngày hôm nay, đó là các con biết cách so sánh các số có 3 chữ số, nắm được thứ tự các số trong phạm vi 1.000. Để đạt được các yêu cầu này, mời các con hãy cùng khám phá kiến thức mới ngày hôm nay. Các con hãy quan sát hai mô hình. Chuẩn bị bản con để thực hiện yêu cầu của cô. Quan sát và nêu số ô vuông có trong mỗi hình. Bên trái cô có hai tấm thẻ hình vuông, ba thanh trục và bảy ô vuông rời. Số gồm 230, bảy đơn vị, là số nào? Con hãy viết ra bảng con nhé. Và đó là số 237. Tiếp theo, con quan sát mô hình bên phải và viết số ô vuông tương ứng nhé. Ở đây cô có hai tấm thẻ 100 là 200, 30 và 3 đơn vị. Chúng ta có tất cả là 233 ô vuông. Và đây là các số có 3 chữ số đấy các con. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh hai số có 3 chữ số này. Đầu tiên, con hãy cho cô biết số ô vuông ở mô hình bên trái như thế nào so với số ô vuông ở mô hình bên phải? Quan sát ta thấy 237 ô vuông nhiều hơn 233 ô vuông nên 237 lớn hơn 233. Chúng ta điền dấu lớn. Ở đây các con thấy hai số này đều có số trăm là 2 bằng nhau, số chục là 3 bằng nhau, chỉ khác nhau ở số đơn vị là 7 đơn vị lớn hơn 3 đơn vị. Cô kết luận 237 lớn hơn 233 hay nói cách khác 233 bé hơn 237. Như vậy là khi so sánh hai số có 3 chữ số với nhau, nếu số trăm bằng với số trăm, số chục bằng với số chục Ta so sánh số đơn vị, số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn, số nào có số đơn vị nhỏ hơn thì số đó nhỏ hơn. Thế còn các số có số chục khác nhau thì sao? Mời các con hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Con hãy cho cô biết mỗi bên có bao nhiêu ô vuông? Quan sát ta thấy ở mô hình bên trái có 328 ô vuông. Phía bên phải có 338 ô vuông. Các con hãy so sánh cho cô hai số này nào. Quan sát chúng mình thấy 328 ô vuông

cô vừa hướng dẫn với các con cách so sánh hai số có ba chữ số ở hai trường hợp trường hợp thứ nhất hai số có số trăm bằng nhau số chục bằng nhau thì số nào có số đơn vị lớn hơn số đó lớn hơn trường hợp thứ hai có cùng số trăm số nào có số chục bé hơn thì số đó bé hơn. Tiếp theo, nếu hai số mà khác số trăm thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Mời các con hãy tiếp tục theo dõi nhé. Con hãy quan sát số ô vuông ở mỗi hình và nêu cho cô số thích hợp nào. Ở bên trái có 213 ô vuông. Ở bên phải có

lớn hơn 134 hay 134 bé hơn 213. Như vậy, khi so sánh hai số có ba chữ số, số nào có số trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn, số nào có số trăm bé hơn thì số đó bé hơn. Cô vừa hướng dẫn với các con Cách so sánh hai số có 3 chữ số. Như vậy, trong 3 trường hợp chúng ta sẽ rút ra được một quy tắc chung khi so sánh như sau. Đầu tiên, ta so sánh số trăm. Số nào có số trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. Tiếp theo, trong trường hợp cùng số trăm chúng ta sẽ so sánh số chục số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn tiếp theo khi so sánh hai số có cùng số trăm và số chục số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn các con ơi các con hãy ghi nhớ quy tắc chung khi so sánh các số có ba chữ số để thực hiện so sánh cho chính xác nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vận dụng kiến thức vừa học trong phần hoạt động nhé. Bài tập 1: Đúng hay sai? Các con hãy quan sát tranh trên màn hình. Con nhìn thấy gì trong tranh? Ở đây cô có 6 chiếc ô tô đồ chơi. Trên mỗi chiếc ô tô đều có một phép so sánh. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ kiểm tra xem mỗi phép so sánh đó là đúng hay sai. Nếu đúng, con sẽ nói ô tô với ngôi nhà ghi chữ đúng. Nếu sai, con nói ô tô với ngôi nhà ghi chữ sai nhé. Ví dụ, ở chiếc ô tô đầu tiên, chúng ta thấy có phép so sánh là 847 lớn hơn 747. Chúng ta thấy hai số này có số trăm là 800 lớn hơn 700. Vậy 847 lớn hơn 747 là đúng rồi. Chúng mình sẽ nói chiếc ô tô này với ngôi nhà ghi chữ đúng. Các con hãy thực hiện nói các ô tô còn lại vào ngôi nhà thích hợp trong quả bài tập nhé. Các con ơi, ô tô màu xanh nước biển, con đã nói với ngôi nhà nào thế? Ở đây chúng ta thấy có số trăm bằng nhau là ba. Chúng ta so sánh tiếp số chục. Năm chục lớn hơn hai chục, vậy 352 phải lớn hơn 325 mới đúng. Ở đây ghi dấu bằng là sai rồi nhé. Tiếp theo. 678 bé hơn 768 là đúng hay sai? À, rất dễ dàng đúng không? 600 bé hơn 700 nên 678 bé hơn 768 là đúng rồi. Xe xanh lá thì sao nhỉ? Phép so sánh này là sai nhé, vì 500 phải bé hơn 600 nên 599 phải bé hơn 601 mới đúng. Con hãy quan sát phép so sánh ở xe màu vàng đi nào. 478 bằng 478 là đúng hay sai? À đúng rồi, khi hai số có số trăm bằng với số trăm, số chục bằng số chục Số đơn vị bằng số đơn vị thì hai số này bằng nhau là đúng. Cuối cùng là phép so sánh trên xe màu tím. 790 bé hơn 789 là đúng hay sai? Ta thấy 700 bằng 700. 90 lớn hơn 80. Vậy 790 phải lớn hơn 789 mới đúng. Như vậy phép so sánh này là sai. Qua việc xác định tính đúng sai của phép so sánh, chúng mình đã được củng cố kỹ năng so sánh hai số có 3 chữ số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bài tập 2 nhé. Bài 2, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Ở đây chúng ta thấy có các phép so sánh giữa các số có ba chữ số với số có ba chữ số bạn robot đang cầm trên tay dấu lớn dấu bé dấu bằng nhiệm vụ của robot là phải điền dấu lớn dấu bé dấu bằng thích hợp vào dấu chấm hỏi còn hãy cùng thực hiện với robot nhé Các con ơi, hãy kiểm tra lại cùng cô nào. Chúng ta kiểm tra ba phép tính bên phải trước nhé. Ở đây con điền dấu gì? Ta thấy hai số có số trăm bằng nhau. Ở đây là tám chục lớn hơn không chục. Vậy số 587 sẽ lớn hơn 507. Ta điền dấu lớn nhé. Tiếp theo, ta so sánh 258 và 258. Rất dễ dàng đúng không các con? Ta thấy hai số đều có số trăm, số chục và số đơn vị bằng nhau nên hai số này bằng nhau. Ta viết dấu bằng. Ở đây con điền dấu gì? Ta có 858 lớn hơn 585 vì 800 lớn hơn 500. Ta điền dấu lớn nhé. Tiếp theo, 776 như thế nào so với 777 các con? À, vì hai số có số trăm và số chục bằng nhau nên ta so sánh số đơn vị. 6 đơn vị bé hơn 7 đơn vị nên 776 bé hơn 777, ta điền dấu bé. Ở đây các con điền dấu gì? Ta thấy 300 lớn hơn 200 nên 392 sẽ lớn hơn 239 ta điền dấu lớn nhé. Cuối cùng, ở đây con điền dấu gì? Các con thấy hai số đều có số trăm và số chục bằng nhau. Năm đơn vị bé hơn 8 đơn vị. Vậy 215 sẽ bé hơn 218, ta điền dấu bé nhé qua việc cùng robot điền dấu thích hợp vào dấu chấm hỏi, các con đã củng cố được kỹ năng so sánh các số có ba chữ số rồi đấy. Các con ơi, các con có đến sở thú bao giờ chưa? Con có từng thắc mắc các con vật trong sở thú có số đo chiều cao là bao nhiêu không? Hãy cùng cô đến với nội dung bài tập 3 và xem các con vật trong bài cao bao nhiêu nha! Hãy đọc to số đo chiều cao của các con vật sau đây. Đà điểu cao bao nhiêu? Hu cao cổ cao bao nhiêu? Vòi cao bao nhiêu? Gấu nâu cao bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy đà điểu cao 213 cm hưu cao cổ cao 579 cm, voi cao 396 cm, gấu nâu thì cao 274 cm. Bây giờ cô đố con biết trong các con vật này, con vật nào cao nhất? Con vật nào thấp nhất? Chúng ta thấy số đo chiều cao của hưu cao cổ là lớn nhất. Vì 500 sẽ lớn hơn 200, lớn hơn 300. Nên con vật cao nhất sẽ là hưu cao cổ đấy. Thấy con vật thấp nhất sẽ là sẽ là đà điểu vì 200 sẽ bé hơn 500, bé hơn 300 và một chục thì bé hơn bảy chục nên con vật thấp nhất là đà điểu bây giờ nha con hãy suy nghĩ và nêu cho cô tên các con vật theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất nào sắp xếp các con vật này theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất vậy Đầu tiên sẽ là con vật thấp nhất đúng không? Đó là đà điểu. Tiếp theo sẽ là gấu nâu. Tiếp theo là voi con và con vật cao nhất là hươu cao cổ. Các con hãy xem lại nội dung bài tập 3 mà chúng ta vừa hoàn thành được nhé. Các con thân mến, nhờ kỹ năng so sánh các số có 3 chữ số mà chúng ta đã tìm được con vật có số đo cao nhất, thấp nhất và nêu được tên các con vật theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất. Tiếp theo, cô mời con hãy chuẩn bị bảng con để tham gia trò chơi viết số với các bạn nha. Bài 4. Từ 3 tấm thẻ ghi các số 2, 3 và 5, mỗi bạn đã tạo ra một số có ba chữ số rồi viết ra giấy. Bạn Mai viết được số 253. Robot viết được số 235. Bạn Việt viết số 325. Bạn Nam viết số 352. Trong bốn số các bạn vừa viết, số nào là số lớn nhất? Số nào là số bé nhất? Con đã tìm ra chưa? Trong bốn số trên, số lớn nhất là số của bạn Nam cầm đấy, số 352 vì 300 sẽ lớn hơn 200 và ở đây 50 thì lớn hơn hai chục nên số lớn nhất là số của bạn Nam cầm số 352 trăm vậy số bé nhất là số nào số bé nhất sẽ là số của bạn robot đang cầm vì 200 sẽ bé hơn 300 và ở đây ba chục thì bé hơn năm chục nên số bé nhất là số Hai trăm ba mươi lăm. Bây giờ, các con hãy tạo một số lớn hơn cả bốn số của các bạn đang cầm nhé. Từ ba số, hai, ba và năm, con có tạo được một số lớn hơn cả bốn số trên không? Hãy viết vào bảng con nhé. Con đã viết được số nào? À, chúng mình có thể... Tạo được số là 523 hoặc 532. Bởi vì hai số này có số trăm là 5 nên sẽ lớn hơn các số còn lại có số trăm là 2 và 3. Cô khen các bạn đã tạo đúng số theo yêu cầu của cô nhé. Qua bài học ngày hôm nay, các con đã biết so sánh các số có 3 chữ số, nắm được thứ tự các số trong phạm vi 1000. Con nhớ xem lại bài, vận dụng làm các bài tập trong bài luyện tập ở trang 59, 60 và không quên chuẩn bị tốt cho bài học sau, bài 54, luyện tập chung. Cô chúc các con hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập ở nhà con nhớ hãy giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt nhé cô mến chào tạm biệt các con